Hello everyone, my name is Linda. I'm 8 years old. Today we learn Unit 6, Our School Facilities. Xin chào các bạn, hôm nay mình học Unit 6, chủ đề Our School Facility, các cơ sở vật chất trường học của chúng ta. Thế thì bây giờ mình sẽ ôn lại cách đọc các cái cơ sở vật chất trong trường nhé. School, school, playground. Playground, computer room, school yard, gym, gym, toilet room, library, library, canteen, canteen, music room, art room, English room, classroom. Bây giờ mình sẽ ôn hai mẫu câu hỏi. Mẫu câu hỏi thứ nhất, is this our cộng với tên phòng học hoặc là cơ sở vật chất nào đó nhé. Đây là trường học của chúng ta phải không? Is this our school? Nếu phải, mình trả lời yes, it is. Nếu không phải, mình trả lời no, it isn't. Mẫu câu hỏi số 2 đó chính là rủ hoặc mời một ai đó đi đến phòng học nào đó ở trong trường. Ví dụ, let's go to the playground. Let's go to the playground. Hãy đi đến sân chơi. Mình sẽ trả lời okay, let's go. Okay, hãy đi nào. Goodbye everyone.